Family Mart là gì? Family Mart là thương hiệu chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/24 nổi tiếng từ Nhật Bản. Hiện đã có mặt tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Người Việt thường cảm thấy quen thuộc với hình ảnh của các cửa hàng tiện lợi này trên mọi con đường. Các bạn trẻ, đặc biệt là đối tượng sinh viên, cũng đang tìm kiếm cơ hội việc làm tại Family Mart khi môi trường làm việc khá ổn định và tránh các trường hợp lừa đảo bên ngoài. Family Mart thường tuyển dụng các vị trí phổ biến như nhân viên bán hàng full time ở các quận, nhân viên bán hàng bán thời gian ca ngày và nhân viên phát triển cửa hàng. Phỏng vấn, Family Mart thường tìm kiếm các bạn trẻ có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, các bạn chỉ cần tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên. Nếu bản thân bạn cảm thấy yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp khách hàng và dịch vụ khách hàng thì có thể đây là nơi bạn có thể học hỏi, cầu tiến trong công việc, rèn luyện thêm cả tính cách hoạt bát, vui vẻ, giao tiếp tốt. Những điều cần biết khi đi phỏng vấn Family Mart: 1. Xem trước mô tả công việc mà Family Mart tuyển dụng. Các bạn nên tham khảo các bản mô tả công việc cho từng vị trí tại các web tuyển dụng để hiểu rõ thêm nhiệm vụ của mình và có thể làm việc lâu dài, phát triển bản thân. Như nếu bạn muốn làm vị trí nhân viên bán hàng full time, làm việc theo ca luân phiên 8 giờ mỗi ca, bạn sẽ phải đảm nhận các công việc như tính tiền cho khách, giới thiệu sản phẩm, bổ sung hàng hóa, tươi cười chào hỏi, phục vụ khách hàng, dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng, trưng bày hàng hóa. Các công việc khác theo sự hướng dẫn, yêu cầu của quản lý. Nhân viên bán hàng bán thời gian ca ngày, thời gian làm việc linh động, từ 4 đến 6 tiếng một ngày thì cũng đảm nhận các công việc như tính tiền cho khách, giới thiệu sản phẩm, bổ sung hàng hóa, giữ gìn vệ sinh cửa hàng. Nhân viên phát triển cửa hàng sẽ có nhiệm vụ sau: tìm kiếm, đàm phán hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, khảo sát thị trường quanh mặt bằng và báo cáo trước công ty, khảo sát và phân tích sâu mặt bằng, giải quyết các công tác phát sinh liên quan đến mặt bằng, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp. Hiện tại Family Mart tuyển dụng chỉ nhận hồ sơ qua email của công ty. Một điểm chú ý là các bạn nên điền chính xác theo mẫu phiếu thông tin ứng viên và phải đặt tên file theo mẫu của công ty. Hãy đọc một bài chia sẻ sau của Thảo Nguyên, một bạn trẻ đã vượt qua phỏng vấn Family Mart và hiện tại đang là nhân viên bán hàng toàn thời gian tại đây. Bạn cần trải qua 3 vòng phỏng vấn tại Family Mart để có thể chính thức đi làm. Tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có những suy nghĩ kỹ hơn và ít nhất cũng tự tin hơn để có thể tăng cơ hội được tuyển dụng tại Family Mart. Tôi tình cờ thấy tin tuyển dụng của Family Mart khi lướt Facebook và quyết định nộp hồ sơ trong khi đang chờ bằng từ trường. Family Mart chỉ nhận hồ sơ qua kênh online theo biểu mẫu của công ty. Vòng này là vòng loại đầu tiên, cho nên các bạn phải điền vào CV những thông tin cơ bản nhất, ngắn gọn nhưng cũng phải thật đầy đủ, có những phần về thời gian làm việc như làm về đêm, làm thêm dịp Tết, bạn cần suy nghĩ kỹ vì không nên thay đổi sau đó để tránh các vấn đề về sau. Nhà tuyển dụng thường ưu tiên những ứng viên có thời gian rảnh càng nhiều thời gian càng tốt, nhưng không có nghĩa bạn sẽ khai khống thời gian chỉ để được nhận và thay đổi lúc phỏng vấn trực tiếp, hoặc viện cớ sẽ để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Bạn có thể chọn hình thức full time, cả tuần hoặc part time, lúc đấy mình dành toàn bộ thời gian để đi làm nên đã đăng ký full time. Hình thức này các bạn sẽ phải có 1 đến 2 buổi tối làm việc từ 22 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Ở một kinh nghiệm làm việc, các bạn có thể liệt kê các công việc mà bản thân đã từng làm. Dù là các công việc nhỏ nhưng cũng thể hiện rằng bạn đã từng có thời gian va chạm với công việc. Lưu ý rằng không nên viết ra những công việc bán hàng nếu nó không có thực, nhà tuyển dụng có kinh nghiệm sẽ biết điều đó bằng cách này hay cách khác. Nếu bạn thực sự chưa hề có kinh nghiệm, bạn có thể liệt kê một số thế mạnh mà sẽ phù hợp cho môi trường tại Family Mart: chịu khó học hỏi, chăm chỉ, cầu tiến. Một lưu ý quan trọng là các bạn nên đọc kỹ quy định về việc nộp CV để có thể đi tiếp đến vòng phỏng vấn điện thoại. Vòng phỏng vấn qua điện thoại nhằm xác định thông tin của bạn có chính xác hay không, xác định rõ thời gian rảnh và các dịp đặc biệt, liệu bạn có thể làm việc như làm buổi đêm hoặc làm các dịp lễ Tết. Sau khi thu thập đủ các thông tin một cách chính xác nhất, Family Mart sẽ gửi cho bạn một mail bao gồm các thông tin như thời gian phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn, yêu cầu về hồ sơ mang theo, không cần phải công chứng để phỏng vấn vòng cuối cùng, cũng là vòng quan trọng nhất, vòng phỏng vấn trực tiếp. Mình có hẹn lúc 9 giờ tại văn phòng tại quận 1. Người phỏng vấn là một chị rất chuyên nghiệp, có thể vì số lượng các bạn phỏng vấn khá đông nên vòng phỏng vấn này diễn ra cũng khá nhanh và cũng không hề phức tạp.